đổ rác sang hàng xóm. Cái nhà bà Mùi này mới sáng sớm mà đã ồn ào, không cho ai nghỉ ngơi cả. Trời ạ, bà Mùi ơi, bà làm gì thì cũng phải chú ý giữ gìn vệ sinh chung chứ. Đất cát rơi đầy ra bụi bẩn thế này, ai mà chịu được. Bà thông cảm, tôi dọn ngay đây, quét cho sạch vào đấy. Ôi trời ơi, đất cát không hết mà còn khuyến mãi thêm vũng nước bẩn thế này. Tôi vừa dọn sạch rồi mà, một lát là nước khô ngay thôi. Bà dùng nước rửa đường thì chịu khó gạt nước xuống cống chứ, để như thế ai chịu được. Tại chỗ cổng nhà bà nó hơi trũng xuống, nước mới chảy vào đó chứ tôi có cố ý đâu. Vẫn chưa có khách thuê phòng trọ hả? À, mà tôi nghe nói là bà Mùi sửa nhà để cho thuê đấy. Cái gì? Bà Mùi cho thuê nhà ấy hả? Sao tôi ở gần mà không biết? Thì bà ấy không treo bảng lên bà không biết, chứ tôi thấy có mấy người hỏi thăm vào nhà bà ấy rồi đấy. Hóa ra vì thế mà nhà mình ế khách. Tìm phòng trọ hả các cháu? Nhà cô còn phòng đấy. Dạ, cháu thuê được phòng rồi cô ạ. À, cô cho cháu hỏi, nhà bà Mùi có phải là số nhà 28 đây không ạ? Cô thuê nhà bà Mùi đấy hả? Dạ vâng. Thế bà ấy cho thuê một phòng giá bao nhiêu? Dạ, cháu cũng chưa biết, có người quen giới thiệu cháu tới đây, nói là bà Mùi cho thuê rẻ lắm. Tức quá là tức, ra là phá giá để cạnh tranh với mình. Bà ta có mua đồ gì thế nhỉ? Dạ thôi, chào cô, cháu vào đây ạ. Chào bà, hôm nay bà không đi thể dục hả? Cảm ơn bà đã có lời hỏi thăm, lúc nào cũng ra vẻ hiền lành, tốt bụng, ai ngờ. Có chuyện gì? Sao bà nỡ nặng lời với tôi như thế? Lại còn giả vờ không biết à? Bà sửa nhà để cho thuê, còn phá giá, cho thuê rẻ. Bà định tiệt đường làm ăn của tôi hả? Bà hiểu lầm rồi, chuyện là thế này. Còn chối nữa, bà chỉ giỏi làm điệu bộ hiền lành thôi. Không, tôi nào có muốn cạnh tranh gì đâu. Chỉ vì... Giờ thì tôi biết, bà miệng thì cứ ngọt nhạt, nhưng mà tâm bà thật là đáng sợ. Cứ bình tĩnh, có tôi ở đây rồi. Bà dậy ăn cháo cho nóng, rồi còn uống thuốc. May quá, hôm qua có bà sang cứu tôi, không thì mình tôi không biết xoay sở thế nào với cái chân bị thương. Hôm qua tôi có việc về muộn, đi qua nhà bà, thấy cây đổ thế, tôi lo quá. Bà bị thương nhẹ thế này là còn may. Cảm ơn bà đã chăm sóc tôi. Tôi một thân một mình, ơn với Huệ gì chứ. Trên đời này ai ở đâu mà chẳng cần đến hàng xóm láng giềng. Huống hồ tôi với bà lại gần gũi thế này. Tôi xin lỗi vì trước kia đã nói những lời không hay với bà. Có gì đâu chứ, tôi cũng có lỗi vì không giải thích rõ với bà. Nhà tôi neo người, lại còn đất nên tôi sửa sang mấy gian cho các cháu sinh viên nghèo ở miễn phí thôi bà ạ. Tôi có làm ăn gì đâu. Ờ, ra là thế, chứ không phải là vì bà muốn kiếm tiền sao? Phải. Tôi thật ân hận quá. Bà là người tốt mà tôi lại cư xử như vậy. Bà bỏ qua cho tôi nha. Tình làng nghĩa xóm mới là quan trọng. Chuyện gì bỏ qua được thì bỏ qua. Vâng, bà dạy phải. Đôi mắt em. Sau khi tháo băng mắt, cô có thể về nhà. Về sức khỏe thì không có gì đáng ngại hết. Dạ,
Cảm ơn bác sĩ. Anh ở đâu rồi? Anh đây, anh luôn ở đây mà. Đôi mắt em không còn nhìn thấy nữa, nhưng đừng lo gì cả, anh sẽ là đôi mắt của em mãi mãi. Cẩn thận. Ôi, có chuyện gì vậy anh? Cả một xe bóng bay suýt nữa đổ sầm vào em rồi đó. Em không lo, vì em biết anh đang ở cạnh em mà. Cháu mong bác là hãy để Thảo tiếp tục làm việc. Hàng tháng cháu sẽ gửi tiền để bác trả lương cho cô ấy. Tôi cũng thông cảm cho vợ chồng cậu nên mới nhận lời đấy. Dạ, cháu cảm ơn bác. Liệu đây có phải là cách tốt nhất cho Thảo không? Không lẽ mình sẽ phải lừa dối cô ấy như thế này suốt phần đời còn lại sao? Không được, mình phải tìm cách khác thôi. Thảo này, hôm nay anh có việc bận quá, không thể đưa em đi được. Em tự đến xưởng gớm nhé. Em nghe này, em đi được mà. Hãy tự tin lên. Con đường này anh đã đưa em đi hàng ngày rồi. Em cũng đã quen với những cái cây, những vệ cỏ, những ngã tư, những lối rẽ sang đường. Em cứ đi rồi sẽ quen. Mà về lâu dài, anh cũng còn phải có việc của anh chứ. Nhưng mà... Anh đang ở đây có phải không? Anh không thể để cô ấy một mình xoay sở được. Đâu phải lúc nào anh cũng ở bên cô ấy được. Cô ấy phải tập quen với cuộc sống không còn đôi mắt nữa. Cô ấy phải tự sống cuộc sống của mình chứ. Rồi sẽ ổn cả thôi. Thảo này, bác có chuyện cần nói với cháu. Dạ. Bác không thể tiếp tục thuê cháu được nữa. Bác xin lỗi, cháu không thể làm được những bình gốm đẹp như ngày cháu còn đôi mắt nữa đâu. Sao bác lại nói như vậy? Anh Nguyên bảo là những bình gốm cháu làm vẫn đẹp như xưa mà bác. Nguyên à, cháu vẫn còn tin cậu ta sao? Cậu ta đã có cô gái khác rồi. Sáng nay bác vừa nhìn thấy hai người ngồi trong công viên đó. Bác nói sao? Em về rồi à? Thế là hôm nay em đã đi và về được một mình rồi đấy. Em phải tập làm quen thôi, vì anh sẽ không sống cùng em nữa mà, phải không? Sao em lại nói như vậy? Bác chủ tiệm gốm bảo thấy anh đi cùng một cô gái khác. Em không trách anh đâu. Em chẳng còn làm nổi một chiếc bình gốm cho ra hồn. Vậy mà em cứ nghĩ mình vẫn sống rất tốt. Hóa ra tất cả chỉ là ảo ảnh. Cuộc sống mà em nghĩ là của mình, thực ra chỉ là cuộc sống qua đôi mắt của anh mà thôi. Thảo à, không như em nghĩ đâu. Từ bây giờ em sẽ tập làm mọi thứ một mình. Anh không phải lo cho em nữa đâu. Anh chắc đã rất mệt mỏi rồi, có phải không Nguyên? Cô gái đi cùng anh sáng nay là giáo viên dạy những người khiếm thị. Anh gặp để nhờ cô ấy đến giúp em học cách cảm nhận mọi thứ bằng những giác quan khác. Cô ấy khuyên không nên để em làm gớm và hứa sẽ bố trí để em đến làm đồ chơi trẻ em ở một lớp khiếm thị trong thành phố. Anh Nguyên, em xin lỗi. Em đã nhìn thấy điều tốt đẹp nhất trên thế gian này không phải bằng đôi mắt em, mà bằng trái tim anh à. Em hãy tin, mọi việc sẽ tốt đẹp thôi. Sự tích con kiến dương. Dương ơi, Dương đi học thôi. Hôm nay tôi thấy hơi mệt, chắc không đi học được mất. Thế cậu nghỉ đi, tớ đi đây. Đúng là hâm, suốt ngày học với chả hành. Dương à, sao giờ này con chưa đi học nữa? Dạ, hôm nay thầy giáo ốm nên chúng con được nghỉ học mẹ ạ. Vậy à,
Vậy các con nhớ qua thăm thầy nghe chưa? À, mà con nghỉ học thì ra đồng cắt cỏ giúp mẹ đi. Hôm nay nhiều việc quá, mẹ làm chắc không xuể được. Nhưng con thấy ngồi cứ mệt mệt làm sao ấy. Mẹ à, nay con muốn ở nhà nghỉ ngơi mẹ à. Xin ông bà rủ lòng thương, tôi còn mẹ già, bệnh nặng. Dương, lại là cậu à? Mình đấy à? Mẹ cậu đã mất mấy năm nay rồi cơ mà. Sao cậu... Cậu nói nhỏ chứ, sao cậu phải khổ sở thế này? Lại còn đi lừa gạt người khác. Chỗ ông chủ tớ làm thuê, đang cần người làm đấy. Cậu có muốn xin việc không? Tớ hỏi giúp cho. Vậy à, thế mỗi tháng được trả bao nhiêu? Được 3 lạng bạc đấy. Vậy thì thôi, tớ ngồi ở đây 1 tuần cũng dư 3 lạng. Nhưng mà cậu còn trẻ, còn có sức khỏe, nên kiếm việc gì đó làm kế sinh nhai. Ăn xin thế này khác nào sống bám người khác chứ. Kệ tớ đi, bỏ việc nhẹ đi làm việc nặng, bỏ việc nhiều tiền đi làm việc ít tiền hơn hả? Tớ chả dạy đâu. Xin các ông các bà rủ lòng thương. Quái lạ, hôm nay làm sao vậy ta? Mình ngồi từ sáng tới giờ, cũng chẳng ít người qua lại, mà chẳng có ai cho lấy một xu. Hay là chỉ có mỗi thằng Minh là biết hoàn cảnh thật của mình? Chắc chắn là thằng Minh đã nói với mọi người mình lừa họ để ăn xin. Anh em nói khố với nhau mà hai mình mất chỗ kiếm cơm, thật quá đáng mà. Phải đi nơi khác xin ăn thôi, đã mấy ngày rồi chẳng có gì vào bụng. Trai kia, cớ sao dám ngang nhiên lấy vàng của ta? Ông là... Ta chính là thần cai quản núi vàng này. Ngươi dám cả gan lấy trộm vàng của ta, ta sẽ dẫn ngươi về chịu tội. Cầu xin thần hãy tha cho con. Con chỉ là một tên ăn mày, không làm hại ai bao giờ. Nhưng đã mấy ngày rồi mà không có ai cho con lấy một miếng ăn. Con đã lâm vào bước đường cùng rồi, cho nên mới... Người trong thiên hạ nhìn thấy một người rách rưới, chỉ xin hạt cơm vương vãi mà cũng không động lòng thương sao? Đúng vậy ạ. Con không dám sai nửa lời. Con xin người hãy rủ lòng thương mà tha cho con đi. Thôi được, nếu ta giúp người có cuộc sống giàu sang ấm no, thì ngươi sẽ sống như thế nào? Nếu con được giàu sang ấm no, con xin thề, con sẽ chia sẻ với những người không may khốn khó. Con sẽ lấy lòng nhân đạo mà đối xử với người. Vậy được, ta ban cho người túi vàng này. Nếu trái lời thề, ngươi sẽ phải hóa thành một loài côn trùng sâu bọ. Dạ, con xin đổi ơn người. Hóa ra không phải mơ mà là thật. Bạn thật đấy rồi. Dạ, mời ông rửa tay rồi vào dùng bữa ạ. Được. Cuộc sống giàu sang thật là sung sướng. Năm xưa chính nó đã đẩy mình vào con đường cùng cực, thù này không thể không báo. Nhớ phải đánh mạnh tay vào đấy. Dạ, chúng tôi biết rồi ạ. Đáng đời nhà ngươi. Dạ bẩm ông, ngoài kia có một tên ăn mày đến xin ăn ạ. Lại ăn xin? Ta có phải là một cái kho thóc đâu mà suốt ngày đi bố thí? Đuổi ngay cho ta. Vâng ạ. Ông đi ngay đi, kẻo ông chủ tôi nổi giận lại không hay đâu đó. Đi đi. Lão xin anh, cho lão một chút cơm thừa thôi cũng được mà. Lão này đi thật. Tống cổ lão ra. Nào, biến mau đi. Nhà ngươi đối xử với bạn bè thì bất nghĩa, đối xử với người nghèo thì bất nhân. Ngươi còn nhớ lời thề năm xưa không? Con xin người hãy tha cho con lần này. Con hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa đâu. Chàng trai tên Dương chết đi, biến thành con kiến ngày ngày đào bới tìm đồ ăn rơi vãi của loài người. Người ta gọi đó là kiến Dương. Hãy like,
like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.